Trung Quốc ngày 20 tháng 4 yêu cầu Mỹ ngừng đổ lỗi cho nước này về đại dịch COVID-19 và khẳng định họ cũng là nạn nhân, trong lúc quốc tế tăng áp lực về cách Bắc Kinh xử lý cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này, theo báo South China Morning Post. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản ngày 20 tháng 4 nói rằng cộng đồng quốc tế nên làm việc cùng nhau thay vì đổ lỗi và đòi bồi thường. Cộng đồng quốc tế chỉ có thể chiến thắng virus khi đoàn kết và hợp tác để thực hiện các nỗ lực phối hợp. Công kích và làm mất uy tín quốc gia khác đơn giản chỉ lãng phí thời gian và không thể cứu được nhiều mạng sống, ông Cảnh nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 4. Ông Cảnh nói thêm rằng người dân ở Mỹ nên hiểu rằng kẻ thù của họ là COVID-19 không phải Trung Quốc. Trung Quốc cũng bị virus tấn công và cũng là nạn nhân của virus. Chúng tôi không phải thủ phạm cũng không phải đồng phạm của virus, ông Cảnh nói. Đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên giữa lúc xuất hiện những lời kêu gọi điều tra về cách Bắc Kinh xử lý đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của nước này cuối năm 2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 4 nói rằng Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc để đưa nhóm chuyên gia tới Trung Quốc điều tra. Một ngày trước đó, ông Trump cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt hậu quả nếu phát hiện chịu trách nhiệm về sự bùng phát đại dịch COVID-19. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Mỹ sẽ điều tra thích hợp vấn đề này vào thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Úc hôm 19 tháng 4 cũng tỏ ra nghi ngờ về tính minh bạch của Trung Quốc và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và cách xử lý đại dịch. Ngoại trưởng Anh tuần trước nói rằng Trung Quốc cần trả lời những câu hỏi hóc búa về cách COVID-19 diễn ra và vì sao đại dịch không được ngăn chặn sớm. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.